lặng lẽ đen vâu ồn ào chiến thần livestream. Chúng ta cùng nhau trao đổi về hai nhân vật rất thú vị, đó là nhạc sĩ ca sĩ Đen Vô và chiến thần livestream Võ Hà Linh. Hai người có tính cách cũng như hoạt động hoàn toàn trái ngược nhau và cùng xuất hiện trong một thời gian cũng bởi hai tính cách rất khác nhau đang gây tranh cãi. Tối 5 tháng 4, nhiều người nhận ra MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực được rapper Đen Vô phát hành hồi tháng 8 năm 2020 trên kênh YouTube cá nhân đã chuyển sang chế độ riêng tư. Khi người xem tìm kiếm hoặc nhấp vào đường dẫn video sẽ không xem được MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, thay vào đó là dòng chữ đây là video riêng tư, video không có sẵn. Điều này có nghĩa là kênh YouTube của Đen Vâu đã ẩn video không công khai đến khán giả. Có vẻ như đây là động thái bày tỏ sự thương tiếc của Đen Vâu đối với nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng ở vùng biển Quảng Ninh hôm 5 tháng 4. Được biết, MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực có cảnh quay Đen Vâu ngồi rap trên chiếc trực thăng mang số hiệu VN8650, trùng thông tin với chiếc trực thăng xấu số trong vụ tai nạn. Đại diện Đen Vâu nói, Đen nhận được thông tin vào lúc 21:02 hôm 5 tháng 4. Nghe tin xong chúng tôi cảm thấy rụng rời tay chân và ngay lập tức báo với bên vận hành kênh YouTube phải ngay lập tức khóa MV lại vì nghệ sĩ và ekip không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và các nạn nhân trong vụ tai nạn. MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực phát hành ngày 6 tháng 8 năm 2020 có nội dung xoay quanh chuyện rời bỏ thành phố ồn ào, tìm đến thiên nhiên và khám phá bản ngã. Đen Vâu sáng tác bài hát này trong khoảng thời gian tránh dịch ở Vịnh Hạ Long. Toàn bộ thời lượng của MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực là cảnh nam rapper ngồi rap trên chiếc trực thăng. Trong quá trình quay, ekip luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn bay, không sử dụng kỹ xảo. Hành động này của Đen Vâu nhận được một cơn mưa lời khen của mọi người, bởi nó rất nhân văn, nó không lợi dụng thiên tai và nỗi đau buồn của người khác để tăng view cho mình. Một hành động rất đáng suy nghĩ trong thời buổi câu like câu view điên cuồng như hiện nay, phải không? Nếu để view tăng, nếu để MV đó và view sẽ tăng vọt sau sự cố đau lòng trên, nhưng Đen Vâu và ekip của anh đã không làm thế. Nghệ sĩ đâu cần xưng vua này, chúa nọ hay ông hoàng bà kia, chỉ đồng cảm và hành xử tử tế như vậy thì đã ngự trị trong lòng tất cả khán giả, trong đó có chúng ta, phải không? Chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và cảm ơn Đen Vâu, một người nổi tiếng trên mạng, có trái tim lặng lẽ cũng như phong cách của anh cũng như vậy, phải không? Và chúng tôi xin đề cập đến một nhân vật khác có phong cách hoàn toàn khác, rất ồn ào và hôm nay cũng nhận được một cơn mưa ý kiến, nhưng đa số là chỉ trích vì sao như vậy. Tối 4 tháng 4, TikToker được biệt danh là Chiến Thần livestream đã bán hàng rầm rộ trên TikTok với dò gọi giá siêu rẻ. Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo quá lố. Phiên livestream của Chiến Thần Review diễn ra vào tối 4 tháng 4 sau khi kết thúc, cô nhận được rất nhiều tranh cãi. Các nhà thuốc cho rằng cô này đã bán phá giá, khách hàng lại nói là cô lừa dối, không rõ ràng ngay từ đầu. Đó là một buổi livestream bán hàng bất ổn theo đánh giá của các báo chí chính thống. Mọi chỉ trích bắt nguồn từ thông báo bán hàng trực tuyến được đăng tải hôm 3 tháng 4 trên kênh TikTok của Chiến Thần. Cô nói sẽ bán hai sản phẩm dầu gội màu xanh và màu nâu với giá lần lượt là 18.000 đồng và 11.000 đồng vào phiên live 4 tháng 4. Tuy nhiên vào livestream tối 4 tháng 4, cô bất ngờ thông báo không có dầu gội xanh 18.000 đồng, dầu gội nâu 11.000 đồng. Cô giải thích đây là hình thức khuyến mãi khi mua combo 1 tặng 1 bao gồm dầu gội và kem đánh răng, và khuyến mãi này có giới hạn dưới 150 suất. Chính vì vậy nhiều người cho rằng Chiến Thần này đã lừa dối khách hàng, cố ý không nói rõ ràng ngay từ đầu. Một tài khoản đã bức xúc cho biết mình không mua được hàng bởi vì Chiến Thần và nhãn hàng không hề đưa sản phẩm vào trong giỏ hàng để người mua hưởng khuyến mãi. Sau đó Chiến Thần nói lỗi hệ thống của TikTok Shop tại các khu vực Đông Nam Á, chính vì vậy nhiều khách hàng không mua được sản phẩm. Ngoài ra, việc Chiến Thần công khai bán giá thấp hơn giá niêm yết
đã làm các nhà thuốc phẫn nộ bởi vì các đơn vị này đã bán dầu, sản phẩm dầu gội được nhắc đến với giá trên 70.000 đồng nên bị hiểu lầm là thổi giá. Tại hội nhóm có trên 230 thành viên, bao gồm các nhà thuốc toàn quốc, có hàng chục bài viết chỉ trích, có người than phiền, buôn bán đã khó khăn, không lời lãi bao nhiêu, lại còn mang tiếng ác. Bên cạnh đó, cách dùng từ dọn sạch kho của chiến thần này cũng được coi là chưa chuẩn xác. Và đứng trước làn sóng chỉ trích nhãn hàng có sản phẩm do chiến thần bán đã lên tiếng giải thích. Họ cho biết sản phẩm được bán trong livestream là theo combo, số lượng có hàng và chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Nhưng một số bộ phận khán giả thẩm thấy chưa thỏa đáng. Nhiều người cho rằng việc livestream bán hàng không rõ ràng chính là trò lố mới. Sự việc đang diễn ra tại thời điểm mạng xã hội này sắp bị thanh tra toàn diện do có nhiều nội dung xấu độc. Theo các chuyên gia truyền thông, đáng lẽ phía chiến thần và nhãn hàng nên nhấn mạnh việc khuyến mãi trên livestream chỉ là hoạt động tăng cường nhận diện thương hiệu chứ không phải bán hàng. Thay vì tuyên bố mức giá rẻ cho một sản phẩm và chỉ nói chung chung, không giải thích rõ ràng. Chính cách thông báo đó tạo mọi người cảm giác háo hức, mong chờ livestream để được mua giá tốt. Khi không mua được thì họ sẽ ức chế. Về mặt truyền thông, về mặt nội dung thì chúng tôi đã thông báo đầy đủ hết rồi. Một phiên livestream ồn ào, kiểu vét hàng dọn kho gì đó, nhưng cuối cùng quá ra không phải như vậy. Mọi người háo hức chờ mua, bởi lẽ giá trong chuỗi phân phối chính thức của nhãn hàng này, nhãn hàng khá nổi tiếng là 70-80 ngàn đồng, nhưng trên livestream bán chỉ có hứa hẹn bán sẽ có 17 ngàn đồng thôi, nên người ta chờ mua giá rẻ thôi. Nhưng họ hoàn toàn thất vọng vì không có việc đó. Và thứ hai nữa, về mặt truyền thông, ý kiến cá nhân của tôi thôi, một nhãn hàng như trên mà lại livestream bán hàng theo phong cách bán kem trộn thì quá đáng thất vọng, không xứng tầm chút nào. Tôi cho rằng những TikToker, những YouTuber livestream bán hàng là chuyện bình thường, là chuyện bình thường và là nghề nghiệp của họ. Họ có những kỹ năng và có những người, có rất nhiều người ái mộ, có nhiều khán giả như chiến thần Võ Hà Linh. Tuy nhiên không phải phương thức truyền thông nào cũng phù hợp, nó có thể phù hợp với những mặt hàng này, những mặt hàng sách tay, những mặt hàng khác. Nhưng với những mặt hàng đã có chuỗi cung ứng lớn như vậy, danh tiếng như vậy mà chọn hình thức như vậy, tôi cho là không phù hợp. Xin cảm ơn rất nhiều.